FPT Shop Channel xin chào tất cả các bạn. Mizu U20 là một trong những cái tên đang nhận được rất nhiều sự quan tâm trong thời gian gần đây. Điều này cũng khá dễ hiểu khi mà Mizu U20 tuy là chiếc máy tầm trung nhưng lại sở hữu rất nhiều ưu điểm nổi bật như là thiết kế cao cấp, phần cứng tốt và camera chất lượng. Đầu tiên là về thiết kế, U20 sở hữu một ngôn ngữ thiết kế mới của Mizu với chất liệu chính là từ nhôm và kính. Cùng cảnh viên được cắt kim cương sáng bóng đã tạo nên một khối liền mạch chắc chắn. Các góc của máy được bo cong cùng mặt trước và mặt sau được ốp kính vừa khít vào phần khung, trông cực kỳ thu hút. Tuy nhiên thì có một điểm mà mình không thích ở chiếc máy này, đó chính là cầm khá cắn tay và không cho cảm giác thoải mái khi cầm nắm. Và nhìn chung thì Mizu U20 có thiết kế cao cấp, đẹp mắt với các chi tiết được hoàn thiện ở mức độ cao và tỉ mỉ. Máy thể hiện một thông thái rất là sang trọng, điều mà rất ít những chiếc smartphone trong phân khúc này làm được. Và về màn hình thì Mizu U20 sở hữu màn hình IPS có kích thước 5.5 inch, độ phân giải đạt Full HD, mật độ điểm ảnh hơn 400 ppi. Màn hình của máy cho khả năng hiển thị tốt, màu sắc được thể hiện rõ ràng và có độ sáng cao, các chi tiết hiển thị nổi bật. Và với màn hình này thì Mizu U20 sẽ cho các bạn một không gian đủ rộng để trải nghiệm, chơi game vừa tay và không quá lớn. Về cấu hình và hiệu năng thì máy chạy con chip Helio P10 8 nhân xung nhịp cao, RAM 2GB cùng hệ điều hành Android 6.0 Marshmallow giúp cho tốc độ xử lý của U20 rất mượt mà. Máy chạy trơn tru các tác vụ như là lướt web, nghe nhạc, nhắn tin, gọi điện và chơi các tựa game trung bình như là Temple Run hay là Subway Surfer cũng rất là mượt. Và sở hữu một cấu hình không quá cao thì U20 khi mà chơi các tựa game đồ họa cao 3D ví dụ như là Asphalt Extreme thì máy vẫn gánh nổi, mặc dù là có xảy ra hiện tượng giật lag nhưng mà không quá nhiều và vẫn đảm bảo trải nghiệm tốt các game này. Về mặt đa nhiệm thì U20 với 11 ứng dụng nền và có khoảng 3 game thì máy vẫn đa nhiệm ổn và không có hiện tượng lót lại. Tuy nhiên thì khi mình chạy một game nặng với đồ họa cao như là Asphalt Extreme thêm nữa thì máy lại bị lót lại một số game và các ứng dụng khác. Và một trong những điểm mạnh nhất của Mizu U20 đó chính là máy sở hữu một viên pin với dung lượng là 3200 mAh, hơn hẳn các đối thủ cùng phân khúc. Và thực tế khi dùng máy thì cho một thời lượng sử dụng rất ấn tượng. Mình thường sạc đầy pin máy qua đêm và vào khoảng 6 giờ sáng thì mình rút. Và sau đó mình đi làm, sử dụng máy nghe nhạc, nhắn tin, chơi game, đọc tài liệu và hoặc là phát 3G để các máy khác xài. Thì trung bình khi mình đi về và sử dụng thêm đến 10 giờ đêm thì máy còn khoảng 15% và mình sẽ cắm sạc lại. Và Mizu U20 thì không sở hữu công nghệ sạc nhanh nhé. Và chiếc Mizu U20 này cũng sở hữu một phím home với nhiều tính năng tương tự như các dòng máy trước. Cá nhân mình thì thấy vân tay trên con này rất nhạy, nhiều lúc mồ hôi tay mình ra nhiều nhưng mà máy vẫn nhận rất là nhanh. Về camera thì Mizu U20 sở hữu camera trước 5MP và camera sau 13MP cho tốc độ bắt nét nhanh cùng nhiều chế độ chụp. Mình đánh giá cao khả năng chụp ảnh HDR trên U20, tái tạo màu sắc và chi tiết chụp khi chụp ngược sáng rất là tốt. Và với tính năng chụp auto tự động thì máy sẽ tự đo sáng theo từng vị trí mà người dùng lấy nét, giúp bạn chụp dễ dàng hơn và kiểm soát được ánh sáng của bức ảnh. Và U20 vẫn được trang bị chế độ chỉnh tay với nhiều thông số như là chỉnh tốc độ bàn chụp, tiêu cự và cái này sẽ rất thú vị cho các bạn nào thích vọt vạch và chụp ảnh phơi sáng vào ban đêm. Tuy nhiên thì chất lượng chụp ảnh của U20 thì không thực sự quá xuất sắc so với các dòng máy cao cấp hiện tại, nhưng mà trong tầm giá này thì không thể đòi hỏi quá nhiều với chiếc U20 này được. Và với mức giá là 3.990.000 đồng nhưng mà Mizu U20 lại sở hữu một thiết kế trông rất đẹp sang trọng, cấu hình ổn và đi cùng một viên pin khủng cùng một màn hình đẹp, camera khá. Và nếu mà các bạn đang lựa chọn một chiếc điện thoại tầm trung cùng thiết kế đẹp thì mình nghĩ bạn có thể xem xét chiếc U20 này nhé. Và nếu clip này hữu ích thì đừng quên like cũng như là subscribe FPT Shop Channel. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, mình là Kiệt.